Anh Tuấn Hoàng Triều Thủy trở lại với quý khán thính giả trong những bản tin đầu năm dương lịch 2016 và chương trình tin tức thời sự quốc tế đầu tiên của 2016. Tuy nhiên, toàn là những cái bản tin không vui trong ngày hôm nay thế nào. Nhưng mà trước khi gửi đến quảng cáo, anh Tuấn đã gửi đến quý vị một cái liên doanh giữa GM, công ty General Motors cùng với Lyft, LYFT. Và trên trang mạng cũng đưa ra trong trường hợp nếu mà mình thất nghiệp hay gì đó, mình có thể, nhất là anh Tuấn còn trẻ đó, là điền đơn apply bây giờ. Ai cũng có thể mà có chiếc xe là tự động apply thôi. Hơn nhiều người bạn của tụi em đó và ông làm part time đi đi chơi vòng vòng ngoài đường mà cũng có thể kiếm mà nhanh lắm quý vị biết không, gọi Uber nhiều người tại vì cái chữ Uber nó quá quen thuộc rồi. Và đó là lý do tại sao GM không bỏ đầu tư vào. Bởi vì đầu tư nếu mà bỏ ra $1 tỷ đó thì cũng chỉ là mới chiếm được coi co có được coi 5% của Uber thôi, bởi vì cái trị giá của Uber giờ lên đến 53 tỷ đô la lận, 55 tỷ lận. Thì đó là lý do mà GM muốn đầu tư vào một cái công ty nhỏ hơn, công ty mới và cạnh tranh hơn. Và khi như vậy đó thì họ sẽ có quyền nhiều cái quyền quyết định hơn là đầu tư với Uber. Uber bây giờ phải bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la nhưng mà Uber bây giờ không cần nữa, bây giờ nó quá mạnh rồi. Chính vì đầu tư vào Lyft, một cái một điểm quan trọng mà Tuấn hồi nãy vừa trình bày đó là trong số này GM cũng đang nghiên cứu các loại xe không người lái. Và đây là trong tương lai những người bạn của anh Tuấn dần dần sẽ mất hết việc làm. Bởi vì trong tương lai đó, khi mà GM với lại Lyft và đã nhận được cái sự mà luật pháp và cũng như cái những cái giấy phép của các tiểu bang và nhất thành phố lớn cho phép rồi đó, thì họ không cần mướn tài xế nữa. Mà tự đó là lý do là tại sao GM muốn đầu tư vào Lyft. Bởi vì trong tương lai những chiếc xe của GM sẽ do hãng GM và Lyft bảo trì mà không cần mướn tài xế. Lý do là khi mà có tài xế nó có nhiều vấn đề, nó nhiều khê lắm. Phải không? Bởi vì phải trả lương rồi. Bây giờ đó những cái người tài xế của Uber bây giờ đòi đó là phải là nhân viên chính thức đó, chứ không phải là independent contractor nữa. Và khi mà một chiếc xe không có người lái, bởi vì đó cũng là sẽ là trong tương lai 2018-2020, nhưng mà nhìn bao giờ họ đầu tư là họ đầu tư 10 năm 20 năm tới. Mà khi mà cho phép chiếc xe không có người lái mà bảo đảm an toàn rồi đó thì GM họ cũng có hãng bảo hiểm riêng của họ. Thì nếu mà đụng xe gì thì GM cũng đền luôn. Thì có gì thì tất cả một nó nằm trong một gói hết. Và như vậy đó, những người tài xế taxi và những người tài xế Lyft hay Uber trong tương lai là coi như thất nghiệp hết. Bởi vậy nên người phát ngôn của GM nói là họ sẽ làm ra một cái liên minh giữa GM và Lyft. Cái chuyện này kinh hoàng ở trong tương lai. Quý vị, tôi có một người bạn mới hôm thứ Sáu vừa rồi gọi Uber đó, trong vòng 5 phút là xe tới Westminster. Nhanh lắm anh. Xe lúc nào nó cũng chạy lòng vòng ở đây trên đó, đó. Mà tính ra đó, tôi không ngờ luôn đó, 5 đồng 86 sen một cuốc. Rẻ hơn taxi rất là nhiều lần. Nếu mà đi taxi thì chắc chắn là phải 10 đồng mấy, 12 đồng. Và mình còn được chọn xe nữa anh. Thí dụ như quý vị mà chọn thí dụ như Uber Sudan bình thường đó thì nó sẽ chặt với giá tiền rẻ. Nhưng mà quý vị muốn đi bằng Beamer hay là Mercedes thì quý vị hoặc có là xe quyền sang chọn, trọng hơn hay là SUV thì có quyền chọn. Thì tất nhiên là cái giá tiền nó cao hơn chút xíu hơn, nhưng mà quý vị có thể ngồi trên những chiếc Mercedes Beamer của người ta sẽ cho nên ngày xưa mà chúng tôi đã nghĩ khi mà cái tin tức đầu tiên về xe không người lái, tôi nói ngay lập tức đó là một ngày khi mà quý vị uống rượu vừa xong đó là chiếc xe không người lái nó chở tới, nó đậu lại, nó mở cửa ra, mình lên trên đó mình nằm ngủ đến nơi nó kêu pip 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 là có người nói luôn, xe đã đến nhà rồi, bạn mở cửa ra. Anh Thủy đi trước 5-10 năm trước luôn. Kinh khủng không? Và bây giờ nó thành hiện thực. Và một cái điều đó, cái người mà say rượu đó, làm gì có tiền mặt ở trong túi đâu. Thì khi mà cái người gọi đó là cái người gọi đó, cái điện thoại đó tính tiền trên cái điện thoại đó luôn. Đó, tính tiền mặt credit card hết. Là xong hết, mở cửa ra. Mà hai cái anh biết sao không? Đó là Uber khuyến khích không có tip. Không tip cho người tài xế. Có nhiều ai muốn tip thì tip cũng thì trả riêng. Nhưng mà người ta nói, Uber nói là chúng tôi đã trả hết rồi. Có nhiều người lịch sự lắm, lên xe là đưa cho Tuấn ngay một chai nước uống. Đó, mới tin đấy. Và trong xe lúc nào cũng thơm. Dạ vâng. Thưa quý vị, trong cùng lúc đó thì tại Houston, ngay tại trung tâm của người Việt thành phố Bel Air vào cuối tuần vừa qua, dạ vâng, đã có một vụ bắn nhau làm một người chết trong khu thương mại này. Hương Giang Huế. Ngay tại trung tâm Hương Giang Huế Restaurant, thưa quý vị. Thì cho tới tận thời điểm bây giờ đó thì những cơ quan báo chí truyền thông của Hoa Kỳ vẫn chưa có đưa tin chính xác về những cái sự việc này. Tuy nhiên thì chúng tôi liên lạc với một số người đã là nhân chứng ở trong cái khu vực này đó, người ta kể
trong cái liên lạc qua Facebook đó anh, Facebook là nó mạnh mẽ lắm. Ok, hồi kể hết chuyện cho nó luôn. Dạ, đó, thì liên lạc qua thì những người trong này người ta nói á, trong cái nhà hàng lúc bấy giờ có khoảng 30 người đang ngồi ăn đồng các quá. Món ăn trong này. Thì bỗng nhiên có hai người là sắc dân Mỹ đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ nhảy vào và nói tất cả mọi người trong nhà hàng phải nằm xuống. Và hai tên này lập tức đến cái quầy cashier, lấy tiền lấy đạc và nói những người trong cái khu vực này đó là ai có tiền có bạc, iPad, iPhone gì đó, vứt ra hết để tụi nó lấy. Tức là bắt những cái thực khách là nằm dạp xuống rồi và phải bỏ hết tiền với lại cell phone để nói ra cho bọn chúng. Là hai nó muốn gom này, chọn hết luôn. Ôm hết đó. Thì bỗng nhiên đó, thì có một ông Mỹ trắng theo như lời của người nhân chứng mạng kể đó, thưa quý vị, đó là một ông Mỹ trắng là chồng của một cô Việt Nam có một đứa con nhỏ trong cái Hương Giang Huế này đó, thì bị lấy iPad, cái cậu bé mới khóc. Ô, cái cậu bé này đang chơi cái iPad mà đó, bị thằng cướp nó giật đi khóc. Thì cái người cha này đó mới tình phụ tử mà thương con nên mới giật lại, và đồng thời đó muốn chống lại những hai tên cướp này đó thì mới lột mặt nạ một tên. Wow. Thì không may là hai tên cướp này nó nhanh quá, nó bắn ông này chết tại chỗ. Và lập tức nhảy lên xe tẩu thoát liền. Và cho tới tận bây giờ, cảnh sát ngay tại Houston vẫn chưa bắt được hai tên cướp này, và người ta đang lấy tất cả những cái camera giám sát an ninh trong cái khu vực vòng vòng đó đó, và đem đi để mà xem những cái bằng chứng. Những người thực khách hôm đó đó, có những người đó tới tận 9-10 giờ đêm mới được cho ra về, tại vì người ta bắt đầu lấy khẩu cung rồi điều tra rồi nhiều lắm. Và những cái sự việc xảy ra vào đúng ngày 1 tháng 1 năm nay, tức là ngay chữ đầu năm, ngay tại Hương Giang Huế. Ngày đầu năm trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống. Và đó là sự việc đáng buồn xảy ra ngay tại cái góc đường Bel Air trong cái khu gọi là Hương Giang Huế ngày đầu năm. Và đến bây giờ bắt không được thì còn hai. Từ Houston mà chạy sang biên giới Mỹ nó cũng gần lắm, có vài tiếng đồng hồ thôi. Tương tự như ở California vậy. Chính vì thế người ta lo ngại hai tên này đã có thể chạy sang Mỹ tẩu thoát rồi. Thế mà lưới trời và hệ thống FBI chắc chắn đang làm việc với cơ quan điều tra của Mỹ và phối hợp với Houston, hy vọng bắt được hai tên này. Trong khi đó, ông thống đốc của tiểu bang New York, thưa quý vị, hôm nay đã ký một cái sắc lệnh, mà đây nhiều người thì phản đối, nói rằng cái sắc lệnh này vi hiến. Bởi vì sao? Ông nói rằng nếu nhiệt độ xuống dưới 32 độ, tức là nhiệt độ đông đá đó, thì tất cả những người vô gia cư bị buộc phải vào các trung tâm để không bị lạnh. Mà ông nói đó, cái chuyện bắt buộc này đó là sẽ do cảnh sát thực thi luôn nếu mà người đó chống lại. Và điều này đó, ông nói rằng bây giờ bất cứ cái cơ quan tổ chức nào mà bảo vệ nhân quyền đó mà muốn kiện ông đó, thì ông sẽ kiện đến cùng luôn, ông sẽ chống lại đến cùng. Ông nói rằng chúng ta là người New York, chúng ta đã nổi tiếng trên thế giới là một cái xứ sở giàu có, thì không thể nào để có cái tình trạng hành động để những người vô gia cư sống trong cái tình trạng mà tệ hại như thế. Đôi khi đó những người vô gia cư này họ, cho dù họ không muốn đến trung tâm nữa, nhưng mà nói không, chúng tôi muốn bảo vệ cái mạng sống của người vô gia cư, và vì thế buộc những người này phải đến các trung tâm để bảo vệ mà thôi. Thế vậy, trong khi đó thì CES 2016 sẽ bắt đầu diễn ra vào thứ tư. CES là gì? CES là Consumer Electronics Show, là hội nghị, hội chợ triển lãm về những đồ công nghệ thiết độ cao lớn nhất thế giới, thưa quý vị. Mỗi năm một lần họ tổ chức. Anh Tuấn rất mê phải không? Trời ơi, đây là những hình ảnh của CES vào năm ngoái, thưa quý vị. Sẽ có tổng cộng là cả hàng chục ngàn gian hàng trong CES sẽ được triển lãm những cái đồ công nghệ mà người ta gọi là tân tiến và mới nhất có mặt trên toàn thế giới. Cũng như dịp này thì tất cả những hãng công nghệ như Samsung, quý vị đang thấy, Lenovo hay nhiều nữa, Sony, LG sẽ giới thiệu hàng loạt những cái máy tính, những cái kính thiết bị tuy đi, những cái thiết bị công nghệ cao vào trong cái CES này. Và được biết là bây giờ đó thì tất cả những mọi người, tất nhiên là đầu năm thì những cái khách sạn cái quanh khu vực này đó là full hết rồi, nhưng mà bây giờ đó người ta sẽ dự đoán đó thiết bị nào sẽ nóng nhất, sẽ hot nhất vào trong CES năm nay. Anh biết nó là gì không? Người máy. Người máy nó cũng là mấy năm nay nó cũng là lùm bùm rồi chưa. TV màn hình cong và kính thực tế ảo.
Cái đó thì tôi không cần. Tôi đang cần một người máy để rửa chén dùm cho tôi ở nhà. Hồi nãy em thấy, nhưng mà anh như có một người máy ở nhà đó. Đó đó, lý do người máy nó bây giờ tay chân sủi hết rồi. Cho nên bây giờ cần phải có một người máy khác. Chúng tôi phải chia tay với anh Tuấn vào thời điểm này, bởi vì mỗi thứ hai và hôm nay là ngày đầu tiên 2016, anh Anthony từ FMG lại hầu chuyện với quý vị và sẽ giải thích thêm vì lý do nào chúng ta nên đầu tư để dành tiền hưu đó, anh Tuấn. Dạ vâng. Mời anh Tuấn cùng nghe. Dạ vâng. Và kính chào quý vị khán giả, Tuấn sẽ trở lại với quý vị trong ngày mai của chương trình.